Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay mình về được một lô dây nguồn. Đó thì cái này anh em làm dây nguồn cho máy hoặc là cho dây điện gia đình rất là ngon nha anh em. Mình khẳng định luôn, cực kỳ ngon. Đó, một cục như vậy nó là 4 kg. Nó bao gồm cái giắc cắm cho anh em sẵn luôn. Anh em không xài giắc cắm thì anh em tháo ra. Ở đây mình đã tháo sẵn cho anh em một cục nè. Còn tất cả những cái này là nguyên bản của nó nha anh em. Nguyên bản của nó. Đó là từ bên Nhật nó về. Đó, và nó còn rất là kỹ. Nó bọc cho mình hai cái này ở đây để tránh cái trường hợp là khi mà vận chuyển anh em, cái này nó cứng cả nó làm rách dây ha. Nó rất là kỹ, khi mà mình mua cái hàng bao anh em nó rất là kỹ đó, nhưng mà nó chấp nhận nó mắc hơn xíu ha, chứ còn mình mua cái hàng mà lô xa cà về nhiều khi nó đứt hoặc là nó có vấn đề gì nó không như trên hình, nó rất là khó đó đây ha. Thì cái này là mình sẽ sử dụng cho dây, thứ nhất là dài xài cho ba pha hoặc là một pha đều ok nha nè. Thì một cuộn nó sẽ dài là 10 m, và một cuộn như vậy nó sẽ bao gồm là 4 lõi nha nè. Thì khi mà anh em muốn xài dây tổng cho gia đình á thì anh em có thể tách 4 lõi ra là anh em sẽ được là 40 m đó, một cọc một sợi nó là 10 m. Rồi đầu tiên ha, thì nó ở đây nó sẽ có một cái cuộn như vậy, thì khi mà anh em nhận nó sẽ có cái giắc cắm này. Giắc cắm này là mới chưa xài ha, anh em nào cũng biết là cái giắc cắm này là mình rất là hay bán nè. Cái giắc này là ví dụ như từ máy ra từ vào ổ cắm này kia, hoặc là anh em kết nối dây, anh em nối nhiều cái dây dài, anh em thấy không, khi mà cắm vào nè nó sẽ kháng nước nha nè. Kháng nước ở đây là khi mà anh em ví dụ như cái trời mưa lâm râm á, không có ngập nước ha, thì nó rất là khó bị vào, nó hạn chế được đây nè. Và khi mà đây nè, cái phần đuôi này nó cũng rất là kín, khi mà mình tuốt cái phần đuôi ra anh em nó rất là khó, anh em phải cho một cái miếng nhớt vào đây đó để nó trơn, tại vì cái này nó thiết kế để chống nước nên nó rất là rít nha nè. Đó, cái cao su khi mà mình siết cái này nó ôm vào nó kháng nước nè. Và đây cũng vậy, khi mà mình cắm vào hết đó nè, nè nó khít lắm đó, nên là nó không có ấy. Đó thì cái này cặp này hồi trước mình bán thường là 250-300 gì đó, mình không nhớ, đại loại là vậy đó. Thì bây giờ cái cuộn này bao gồm phích cắm như vậy và dây, tính luôn cả phí ship luôn nha em, thì mình bán là 1.150.000 đó. Thì sau khi mà nhận hàng về thì nó quá nặng tiền cước đi, tại vì một cuộn nó lên tới 4 kg đó đây. Rồi ha, đó đây, mình khi mà anh em muốn xài cho thiết bị anh em cắm vào, anh em xoay qua cái là nó khóa, là anh em không thể nào anh em giật ra được nha anh em. Anh em cầm như vậy anh em kéo co hai người cũng còn được luôn đó. Nó thiết kế để tránh cái trường hợp là khi mà anh em lôi dây á, nó bị là tình trạng nó hoặc là có những cái rung động nó bị những tình trạng là nó tiếp xúc kém thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là nẹt điện, nó dẫn tới dễ cháy đó. Cái vấn đề nó rất là quan trọng anh em ha, tại vì những cái này cái nó cao, và cái này á thì nó cuộn Panasonic nha nè. Còn dây nguồn này là của Mitsubishi đây, dây rất là chất luôn nha anh em, rất là mềm. Anh em nhìn 4 lõi nè, dây 3 pha mà anh em nhìn mình cuộn nè. Đó, những anh em nào mà cứ kêu là cái dây xám của Việt Nam mình đó, mà anh em về anh em cuộn được như vậy là mình cho tiền luôn đây. Với cùng kích thước nha nè, đây là ngón tay trỏ của mình nè, y như một con rắn, và mình cuốn được gần như là 2 vòng, anh em thấy không đó, mình cuốn được là gần như 2 vòng, buông ra nó mềm mùi à. Đây, để lắp cái này ra đó, nó mềm mùi à đó, để cho nó khỏi bị sắn. Rồi thì ở đây trên này thông số rất là rõ ràng cho anh em nha. Một lõi của nó là dây 3.5 nè. Cái này nó sẽ tương ứng với những cái con motor 5.5 kW. Đó, đã lắm. Những cái anh em nào mà xài mà dây điện mà máy Nhật mà máy lớn á, anh em sẽ thấy những cái cọng dây này hay nằm trong đó nè. Và đặc biệt là dây này chưa xài luôn. Đây, mình khui ra cho anh em nè. Từ phích cắm cho tới dây điện bên trong nè. Chất lắm nha anh em. Mới chưa xài, một lõi của nó là 3.5, và toàn bộ cái này là đã đồng rất là chắc đó. Anh em nhìn qua đây cũng thấy những cái phe đồng nè đó. Cái này nó được thiết kế là tán chốt luôn nha nè, rất là cứng cáp nè, nên là 4 cái cọng này anh em nhìn vậy chứ nó không có hiện tượng là nó cứng đâu, tại nó mềm để mà 4 cái này nó chạm nhau đâu, tại vì cái đồng của nó dày là hơn 1 ly ha, hơn 1 ly, rất là chất đó. Khi mà mình đưa vào đây đó, đưa vào đây anh em, khi mà muốn ấy anh em kéo cái cọng đầu dây này xuống nè, kéo cái đầu dây này xuống anh em mở ra nó mới chạy được dây nha anh em, còn không nó chỉ tuột cái này thôi đó. Anh em sẽ tuột cái này đó, mình phải xịt một miếng, nó rất là rít, anh em phải xịt một miếng nhớt đó thì anh em mới kéo cái bao cái này giống như cái bao cao su á, kéo lên đó để mà xiết cái này luôn vô ha. Đó, nó chất lắm anh em ơi, đó nặng chết rồi đó. Đây là cái đồ xiết dây. Rồi thì khi mà mình giao cho anh em sẽ là một cuộn như vậy ha, nó nặng là 4 kg thì mình bao ship luôn cho anh em đó. Tại còn anh em nào không muốn mình báo ship á, thì anh em muốn nhận trả cước á, thì trừ đi 50.000 ha, tại vì cái này cước nó nặng lắm, nó lên tới 60-70.000 anh em. Một số anh em mua mấy món nhỏ nhỏ của mình gửi cước nhiều khi cũng 30-40.000 rồi đó. Thì đây ha, mình mở ra cho anh em coi, dây này là dây đúng luôn nha anh em, dây 3.5
và là dành cho 3 pha. Anh em xài cho dây tọng gia đình cũng được, một số gia đình xài tọng dây có 2.5 và 3 chấm, thậm chí nếu mà anh em mà nhà nhiều tầng thì anh em xài dây 4 ly, 4 ly, 5 ly thì cái này không chịu được. Thì cái này nó là dây dành cho dây cho nhà cấp 4 đó, xài dây nguồn tổng tổng công suất nó khoảng tầm là 5,5 kW đó rồi ha. Thì và đặc biệt dây này là cái hệ số kháng cháy của nó rất là cao nha anh em, rất là cao đó, và nó mềm chịu, dễ thao tác nữa. Đây mình ví dụ lại cho anh em ha, nó to hơn ngón tay út của mình đó, nó to hơn ngón tay út của mình luôn. Đây khi mà mình cuộn lại như vậy nó rất là mềm anh em đó, nó cực kỳ mềm luôn à, rồi. Và những cái ổ cắm này là kháng nước, một là anh em có thể tách dây ra anh em xài riêng, hai là anh em xài cho dây 3 pha thì xài cho đúng máy móc thì quá tuyệt vời luôn nha anh em. Một cuộn nó nặng là 4 kg mới chưa xài, bao gồm phích cắm đó. Giá bán là 1.150.000 một cuộn bao ship. Anh em nào lấy trên 10 thì có cái giá tốt hơn một xíu anh em ha. Hàng này mình mua bao nên là tất cả mua bao ở đây là bao bao đẹp như một đó nha anh em, không có chuyện hên xui may rủi, nên là lựa ra từng cái đó. Ví dụ như vậy nó bọc từng cái để tránh bị chày xước, hoặc là ví dụ có miếng sẹo thôi là mình không mua. Đó, chấp nhận dây đẹp, tại vì điện mà kêu là có sẹo trên dây rồi mình xài sao được anh em. Nhiều khi chỗ đó mình kéo tới kéo lui nó rách ra nó nguy hiểm, nó chết người, là mình không chấp nhận cái chuyện đó nha anh em. Đó, đó 10 cộng là như một nha anh em, chỉ có đẹp thôi, chỉ có dính dơ xíu thôi nha anh em, chứ còn kêu mà sức ra là không có ha. Như cái này không phải sức đâu, nó dính cái sơn đó nè à, nó dính thôi chứ không phải sức. Rồi 1.150.000 một cuộn, bye bye anh em.